Một cái sự cố khá là nghiêm trọng vừa xảy ra ở cốc của thầy Minh Tuệ ở Gia Lai, là một người đàn ông là bị đi lạc. Đã, bị đi lạc và cho đến tối khuya hôm qua vẫn chưa tìm ra. Và mời bà con xem một cái đoạn như thế này ở trên kênh để của Hoàng Sáo để biết nha. Đây nghe người này, hai bà này người ta kể lại nha. Có nghĩa là mình đã không cho ông đi, mình đi có chuyện rồi, mẹ định cho rồi đã có có nghi từ trước là cũng ông đi từ trước rồi. Trời, giống như có điểm trước cũng nguy hiểm, thế mình phải đi kiếm. À là mới đi đây hai ngày. Mới 4 giờ sáng là đi luôn. Trời, bây giờ đi kiếm ở bên nào đấy cô? Bây giờ đi kiếm ở bên nào cô? Bây giờ đi kiếm ở bên nào ấy? Ý là giờ thấy cô bảo là đi qua nhà bố mẹ thầy. Không, chứ như nhà bố mẹ thầy không có ai, không có. Tôi ở dưới đây. Nhưng mà căn bản là đi từ trưa rồi. Và chúng ta xem thêm một đoạn khác nha. Cũng trên kênh Hoàng Sáu nha. Chỉ ngồi bên kia bẻ ngô, còn một mình nó ngồi bên đây này. Nó bảo con nhìn thấy một người đi về đằng kia mặc cái quần màu trắng như cái mũ này này. Thế thế đúng rồi, thế đúng rồi. Thế ông vậy thì bây giờ chỉ có thích cam cái con đường này thôi. Nói từ trưa đến giờ rồi thì nó cũng đánh xe đi, nó tìm rồi, nó chở cả bác tài đi rồi mà không thấy. Nếu mà vậy thì phải trích được cam. Anh Cường ơi, anh Cường có cái đoạn đường được có cam anh Cường. Thằng này nó bảo là lúc đấy thấy ông đi ra đây mặc quần trắng là được áo mưa thì nếu mà thế thì chính xác. Đó, nếu mà thế thì chính xác mà chứ nếu hỏi cam kia thì không thấy rồi, cam nhà cô ở nhà nhà ông chú Bình thì không thấy rồi này. Cam bên đấy đường đấy phải đường bên ngoài mình thôi. Bây giờ một là trích một cam thôn 7, một đường cổng thôn 6. Cam thôn 6 là mình để mình chắc được là nó không ra đường lộ. Cam thôn 6 là chỉ có coi cam là chú hiệu. Cam ở đường đường thôn 6 cua nào chẳng có. Đấy, nếu đấy, nếu mà thế thì sư bá đó. Chỗ đấy là mình biết cua đấy hay không là biết ngay à. Đó thì như vậy rằng là cái tình hình tôi cho rằng là rất là phiền phức. Bởi vì bà con nhớ một lần ở ngoài ngoài Huế không? À, cũng có một cái ông là cũng lên đường. Thấy không? Ông Việt Kiều Mỹ lên đường. Rồi sau đó có một ông khác say nắng. Đó. Thì như vậy là nó dẫn đến cái tai họa cho cái đoàn bộ hành. Là vài bữa sau đó là bị là giải tán ngay đấy. Thì bây giờ cái tình hình ở trên cốc này có một cái ông này là cũng đâu từ dưới miền Tây hao lên, mà cái ông này ông tưng tưng rồi, mà bà con biết rằng ở đó thì đâu có ai quản lý hoặc là gì đâu, cứ mạnh ai đến là để người ta đến thăm nom thôi. Và là cái ông này ông tưng tưng này thì ông lên thì ông đi. À, những người ở trong đoàn này cũng là coi như cũng không có trách nhiệm lắm. À, đồng hành nhưng mà không có trách nhiệm. Rồi bây giờ ông này ông đi tưng tưng. Đi tưng tưng ông đi thì biết ông đâu mà tìm. Thấy không? Mà nếu như mà cái ông này mà là tôi cũng thấy cũng lạ. Nếu như ông đi lạc thì ông phải biết đường là vô nhà dân nhờ cái điện thoại di động gọi về chứ. Thấy không? Ông này có vẻ như là mất năng lực hành vi, chứ còn nếu như một ông bình thường thì cái chuyện mà đi lạc thì quá dễ, chỉ cần vô nhà dân gọi điện thoại là coi như xong thôi, gọi về cho người thân mình bảo là đang ở chỗ nọ chỗ kia, rồi người thân gọi cho mấy người ở trong đoàn này là xong thôi. Nhưng mà tôi hiểu không hiểu sao cái ông này là ông không có làm được cái chuyện đó hả, cho nên nó cũng hơi lạ chứ. Quay ra về đường không có, quay trong sân, trong sân mà lúc ông đấy đi đường đất đó, nên là cái camera để quay vào trong nhà thì không có thể thấy được, không thấy được. Bây giờ là căn bản nhất là phải biết được đi hướng nào bắt đầu á. Dạ, bây giờ phải đi đây đi đường nào đó là phải khoanh vùng được, là bắt đầu việc đi tìm. Lấy đi xuống gấp đi, đi xuống gấp đi xem lại chỗ bờ ao coi biết thế nào được đi. Và mọi người là đi tìm tìm tìm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tìm
Với cái địa hình vùng này thì là rộng lớn quá cũng khó tìm. Ở thành phố thì đông người cũng khó tìm, mà ở thôn quê thì nó rộng quá cũng khó tìm. Đã, với một người mà không có khôn ngoan mà đi lạc thì đi tìm là giống như tìm tìm chim mới rồi, chứ không phải là cái chuyện bình thường nữa. Đó. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng khá là rắc rối cho ở chỗ là cốc của thầy như thế này. Bởi vì địa phương họ sẽ lấy cái cớ như thế này và họ đóng cốc, không cho ai đến cốc cả. Đó. Bởi vì họ là cũng muốn đóng. Tôi nói thật sự ra ở địa phương thì các địa phương họ mà đều muốn đóng cả, thấy không? Ví dụ như ở Nha Trang chẳng hạn, đó, thầy tu ở trong núi như vậy, nhưng mà những người dân tụ tập bên ngoài thì chính quyền địa phương họ cũng không muốn. Đó. Rồi ở cái cốc này cũng cũng vậy, đó, họ cũng không muốn, nhưng mà họ sẽ không có ngăn cản, là bởi vì nếu ngăn cản là họ sợ bị mang tiếng là cái vấn đề tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nhưng mà bây giờ nhân cái chuyện này thế này thì là coi như là họ sẽ yêu cầu đóng cốc, à, thậm chí là khóa cái đường vào không cho ai vào, chứ không phải chuyện đùa đâu. À, do nên ở đó, ở đây đúng là một cái sự xui rủi, nhưng mà cái tình trạng này thì không xảy ra sớm thì cũng xảy ra muộn, bởi vì trong cái đoàn hành hương đó thì nó sẽ có biết bao nhiêu là cái sự cố xảy ra, thấy không? Ngay như người ta đi du lịch bình thường đến các cái danh lam thắng cảnh khác cũng có chuyện để xảy ra, đúng không? Nhưng mà tại vì nhiều khi là những cái danh lam thắng cảnh đó là những cái nơi bình thường không nhạy cảm, còn ở cốc thầy là một nơi nhạy cảm, cho nên mà khi mà đụng chuyện cái là địa phương họ sẽ vào cuộc và a lê hấp là họ cấm ngay chứ không nói gì. À, cho nên vấn đề đặt ra là phải tìm ra cho bằng được cái ông này. Chứ còn mà chẳng may mà không tìm được rồi mà ông đi lạc giữa suối giữa đồ mà ông bị cuốn trôi rồi này kia cái nọ, hoặc là bị gì đó thì là mệt lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là chưa đến cái mức mà tìm ra ông này thì ngày mai ngày kia thì chắc chắn họ sẽ tạm đóng là cái cốc này rồi. Đó, đó là một cái vấn đề mà phải nói rằng là khá là xui rủi. Mà sao đi đi chung đoàn thì không giám sát nhiều biết. Đi chung đoàn thì tất cả đang ngồi ở cốc và lúc đấy mưa. Thì ông đấy còn nói mà em còn ở dưới em còn nghe là ông bảo là ở đây nhá, tôi lên trước đây là có hai người đi lên là đứng người này. Lúc này em đi trước. Giờ xuống em xuống em tiền ông Thánh. Bác đi cho chung đoàn là biết người các bệnh gì thì giám sát. Thì em mới nói mà, trong nó mới kiếm về xong. Ông thấy bà em ruột bảo là 4 giờ sáng mới tìm về nhà, thằng 4 giờ chiều lên lên xe ra đây mà không không có giữ. Trời ơi. Thì đấy, mà trong khi đó em của ông đấy còn bảo có điểm trước, bảo là trước lúc đi ông bà đã nghi rồi, bảo là không cho đi à, vẫn xin đi. Như vậy là một cái ông tưng tưng rồi, một ông tưng tưng mà là vẫn để cho ông đi rồi, cái này là bậy. À, cái này là người nhà bậy, nhưng mà đúng là không có ai có thể ngờ được, phải không? Đó, ông tưng tưng mà để ông đi như thế này là căng rồi. À, tôi nghĩ rằng là địa phương họ sẽ lấy cớ là phức tạp này kia kìa nọ, họ sẽ là đóng cốc đó chứ không phải đùa đâu. Ôi trời đất ơi.